Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin trong nước và quốc tế tối thứ ba, ngày 19 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác, bản tin hôm nay chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để đưa tin về các hoạt động nhân ngày đặc biệt này. Cùng với đó sẽ là phóng sự về ký ức được gặp Bác của một cựu chiến binh tại tỉnh Long An. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trước ngày khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, sáng nay, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, các đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Quốc hội tại Hà Nội. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu, anh hùng giải phóng dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người đã hiến dâng cả đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Sau khi vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội đã tiến hành phiên họp chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 sẽ khai mạc vào sáng ngày 20 tháng 5. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 19 ngày và tổ chức gồm 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 5, Quốc hội họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ nhà Quốc hội đến 63 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành. Đợt 2 từ ngày 8 đến ngày 18 tháng 6, Quốc hội họp tập trung tại nhà Quốc hội. Đáng chú ý, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên toàn thể. Quyền chất vấn của các đại biểu Quốc hội vẫn được thực hiện bằng cách gửi văn bản. Các bộ trưởng, thành viên chính phủ sẽ trả lời theo quy định. Cũng trong sáng nay, đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố. Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, tức di tích lịch sử bến Nhà Rồng, nơi 109 năm trước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã dành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Dâng hoa tại tượng đài Bác, đoàn lãnh đạo thành phố dành một phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, với lòng biết ơn vô hạn, niềm tự hào, vinh dự là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang ra sức phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là thành phố anh hùng. Đã 60 năm trôi qua, nhưng cựu chiến binh Đặng Thanh Dân ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An vẫn ghi nhớ hình ảnh, lời dặn ân cần của Bác Hồ khi ông có vinh dự được gặp người. Đó là những kỷ niệm đẹp, quý giá nhất trong cuộc đời người lính của ông để mang theo mãi cuộc đời cho tới ngày hôm nay. Ông Đặng Thanh Dân hay còn gọi là Nam Dân chia sẻ lại kỷ niệm. Năm 1955, ông tập kết ra Bắc trên chuyến tàu Klinsky. Năm 1960, ông được cử theo học trường sĩ quan pháo binh ở Sơn Tây, sau đó được chọn vào đội diễn tập, chuẩn bị cho cuộc tổng duyệt binh kỷ niệm 15 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và đây cũng là cơ duyên người lính Nam Dân vinh dự được gặp Bác Hồ. Cựu chiến binh Nam Dân nhớ lại, đó là những ngày cuối tháng 8 năm 1960. Bác đã đến và vào doanh trại. Đi cùng Bác còn có Bác Tôn, Bác Trường Chinh, Bác Văn Tiến Dũng. Nó quá bất ngờ, tại vì mình không ngờ là Bác đi thăm cái đội, cái đơn vị diễu binh như vậy. Vì cái ngày lễ diễu binh thì nó cũng là cái chuyện bình thường, nhưng mà Bác đến thăm thì mới thấy là cái chuyện, cái ngày diễu binh nó quan trọng. Cái thứ hai là thấy cái tình cảm của Bác đối với quân đội nó rất là sâu đậm, mình thấy tình cảm của Bác ở chỗ này. Bác lo cho quân đội từng chút, từng cái công việc nhỏ, Bác cũng quan tâm tới cái đó, mình thấy rất cảm động. Cái hình ảnh của Bác và lời nhắn của Bác nó in đậm trong người Bác từ đó tới giờ, Bác cũng bao giờ vô tình. Kể từ khi gặp Bác, trong suốt hàng chục năm trải qua nhiều chiến trường và trở về Long An làm phó ban chỉ đạo khai thác vùng Đồng Tháp 10, ông Năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chính kỷ niệm một lần gặp Bác
là lời thôi thúc khiến ông luôn tự noi gương, học tập theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không chỉ vậy, chính lời kể và tấm gương của ông lại tiếp tục lan tỏa tinh thần học Bác tới những người xung quanh. Khi nghe câu chuyện của Năm về lần đầu gặp Bác Hồ, thì riêng em tôi có cảm giác xúc động, vì tự hào, vì Bác dù bận trăm công ngàn việc như thế nào, Bác cũng luôn dành tình cảm về cho quân đội nhân dân Việt Nam, nhất là chiến sĩ. Bản thân thì cũng luôn cố gắng học tập và làm theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ở tuổi 85, câu chuyện được gặp Bác Hồ và năm tháng học tập, sống, chiến đấu trong quân đội vẫn luôn được cựu chiến binh Đặng Thanh Dân kể lại cho thế hệ con cháu và thanh thiếu niên địa phương. Đây là tiền đề để các em tự hào hơn về người cha già của dân tộc, phấn đấu nhiều hơn nữa trong công cuộc học tập, rèn luyện, hành động, xây dựng quê hương, đất nước. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã công bố dự thảo mới nhất nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 để lấy ý kiến. Bản dự thảo này có nhiều điều chỉnh so với bản Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố hồi đầu tháng 4 năm 2020. Theo dự thảo này, cán bộ, công chức và những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh khác có thể được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn. Theo đó, nghỉ hưu ở tuổi cao hơn áp dụng cho cán bộ, công chức và những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh theo quy định có thể được nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn, đó là cán bộ, công chức nữ giữ các chức vụ, chức danh như Phó trưởng ban các ban Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội, Thứ trưởng Bộ, cấp phó của người đứng đầu cơ quan ngang bộ, người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cấp phó các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương và các đơn vị tương đương và các sĩ quan trong lực lượng vũ trang có quân hàm cấp tướng cũng như Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và những người được bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng được nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn. Bước sang trạng thái bình thường mới, ngành du lịch đã hoạt động trở lại và từng bước khôi phục nhịp độ tăng trưởng với thị trường nội địa là mục tiêu chính. Hiện các doanh nghiệp lữ hành đang chạy đua thu hút khách cho các tour du lịch trong nước với nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn, đi cùng với việc đảm bảo an toàn phòng dịch. Ngay khi tái hoạt động, các doanh nghiệp lữ hành đã lập tức tung ra giới thiệu, chào bán hàng loạt chương trình tour, gói sản phẩm du lịch với mức giá ưu đãi. Trong tình hình thị trường du lịch quốc tế vẫn đóng cửa, tour trong nước, khách trong nước là mục tiêu hướng tới của tất cả các doanh nghiệp. Nhu cầu đi du lịch của người dân là rất lớn, chính là cơ hội để các hãng lữ hành tập trung khai thác thị trường nội địa trong lúc này. Bị đóng băng quá chồn chân là bức bối lắm á. Thành ra vừa nhắn tin cô đến liền, nhắn tin để đến triển khai chương trình mới này kia. Để hút khách, thậm chí nhiều tour, nhiều công ty giảm giá chưa từng có, nhưng không chỉ tập trung vào các chương trình ưu đãi, khuyến mãi, nhiều doanh nghiệp đã xây dựng sản phẩm mới, hình thức du lịch mới để phù hợp với tình hình hiện tại. Trong mùa dịch COVID-19, tâm lý tiêu dùng cũng phần nào thay đổi. Tour đoàn đông giảm hút khách do nhiều người vẫn e ngại đông người. Giá hiện nay có thể giảm được 10-20% so với cùng kỳ năm trước. Nếu mà mọi cái đều trở lại bình thường thì là chúng tôi sẽ cố gắng deal với những cái mức giá thật hấp dẫn để đưa ra một cái sản phẩm mà phù hợp với tình hình kích cầu hiện nay. Trước kia thì cái du lịch trọn gói, đi theo tour, đi theo đoàn thì chiếm đa số. Thì sau dịch thì chúng tôi cho rằng là cái nhu cầu có cái sự thay đổi là khách hàng sẽ lựa chọn những chuyến du lịch theo gia đình, theo nhóm bạn hoặc là theo những cái dịch vụ riêng lẻ nhiều hơn. Để kích cầu nội địa trong thời điểm còn nhiều khó khăn này, ngành du lịch cũng đã đồng hành, hỗ trợ kết nối các nhà cung cấp dịch vụ từ doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không, dịch vụ du lịch, điểm đến để cho ra những mức giảm thật hấp dẫn, khuyến khích người dân đi du lịch, đảm bảo chất lượng tour tuyến. Hiện tại, Sở Du lịch đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp lữ hành cũng như các cơ sở lưu trú và các điểm đến ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành để xây dựng hơn 200.000 vé tour kích cầu du lịch nội địa. Cùng với công tác phòng chống dịch COVID-19 vẫn đang được thực hiện quyết liệt, không chủ quan, mất cảnh giác. Với nỗ lực của ngành du lịch và các doanh nghiệp lữ hành trong nước đang xây dựng một môi trường du lịch an toàn. Những thắng cảnh đẹp, những điểm đến hấp dẫn trong cả nước đang mời gọi các du khách, người Việt Nam đi du lịch Việt Nam. Tiếp theo chương trình là những tin tức quốc tế đáng chú ý.
COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại khu vực Mỹ Latin. Căng thẳng thương mại Australia-Trung Quốc. Liên Hợp Quốc dự báo 47 nước thiếu lương thực do đại dịch. Thưa quý vị khán giả, dịch bệnh COVID-19 vẫn có diễn biến phức tạp tại khu vực Mỹ Latin. Theo số liệu thống kê cập nhật tới ngày 18 tháng 5, số người thiệt mạng vì virus SARS-CoV-2 tại khu vực này đã vượt qua mốc 30.000 người, chiếm gần 10% tổng số ca thiệt mạng trên toàn cầu. Đáng chú ý, Brazil hiện là quốc gia có số ca nhiễm nhiều thứ ba trên thế giới. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, với 254.220 ca mắc bệnh, Brazil đang là quốc gia thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Nga có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất. Hiện quốc gia Nam Mỹ này thông báo có 16.792 người thiệt mạng vì COVID-19. Còn tại Mexico, nước này đã ghi nhận thêm hơn 2.400 ca mắc, nâng tổng số ca bệnh lên hơn 51.000, trong đó có hơn 5.300 ca tử vong và gần 27.000 người nghi nhiễm bệnh. Hiện tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Mexico vẫn cao nhất châu Mỹ với 10,33%. Trong khi đó, ở Peru, cơ quan chức năng xác nhận đã có gần 95.000 ca nhiễm với 2.789 người đã thiệt mạng. Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã chính thức thành lập lực lượng tác chiến vũ trụ. Đây sẽ là lực lượng có nhiệm vụ bảo vệ các vệ tinh của Nhật Bản, giám sát rác thải ngoài vũ trụ, cũng như theo dõi các vệ tinh khả nghi có nguy cơ gây thiệt hại tới lợi ích của nước này. Thông báo cho biết lực lượng có biên chế ban đầu là 20 người và sẽ tăng lên 100 người vào năm 2023 với trụ sở đặt tại căn cứ Fuchu của lực lượng phòng vệ trên không. Nhiệm vụ chính của lực lượng này là thiết lập hệ thống giám sát vũ trụ để bảo vệ các vệ tinh nhân tạo của Nhật Bản, đồng thời tham gia giám sát quỹ đạo bay của các vệ tinh nhân tạo khả nghi cũng như rác trên vũ trụ. Trong thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono cho rằng việc đảm bảo ưu thế của Nhật Bản trong không gian vũ trụ là vô cùng quan trọng. Do đó, việc thành lập lực lượng tác chiến vũ trụ rất có ý nghĩa và nhận được sự kỳ vọng lớn của người dân. Dự kiến trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ hợp tác với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản và Quân đội Mỹ để triển khai hệ thống radar giám sát vũ trụ đặt tại tỉnh Yamaguchi. Chuyển sang các tin tức quốc tế khác, Australia và Trung Quốc đang vướng vào một căng thẳng thương mại mới sau khi Bắc Kinh quyết định áp thuế mới đối với mặt hàng lúa mạch của Canberra. Trong tuyên bố mới nhất đưa ra sáng nay, Bộ Nông nghiệp Australia cho biết đang cân nhắc khiếu nại vấn đề này lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Trong thông báo, Bộ trưởng Nông nghiệp David Littleproud cho biết chính phủ Australia phản đối mạnh mẽ quyết định áp thuế mới của Trung Quốc, song vẫn mong muốn hai bên sẽ tìm được giải pháp xử lý vấn đề này theo hướng xây dựng. Trong trường hợp cần thiết, Australia sẽ sử dụng quyền khiếu nại quyết định áp thuế của Trung Quốc lên WTO. Australia đưa ra phản ứng trên một ngày sau khi Trung Quốc thông báo sẽ áp thuế chống bán phá giá và chống trợ giá lên tới 80,5% đối với lúa mạch nhập khẩu từ Australia bắt đầu từ ngày 19 tháng 5. Hiện Hải quan Trung Quốc cũng đã cấm cửa 4 nhà xuất khẩu thịt bò lớn của Australia với lý do vi phạm các quy định về nhãn mác và giấy chứng nhận thú y. Quan hệ giữa Australia và Trung Quốc xấu đi nhanh chóng sau khi Canberra kêu gọi tiến hành điều tra độc lập về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 vốn bùng phát từ Trung Quốc hồi cuối năm ngoái. Khoảng 183 triệu người ở 47 quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực trầm trọng. Nguyên nhân do họ không thể tiếp cận với các sản phẩm nông nghiệp khi mà đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều nước phải đóng cửa biên giới và nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn trong thời gian dài. Theo báo cáo đánh giá của Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc, trong khi đại dịch COVID-19 đang cướp đi hàng trăm nghìn sinh mạng, làm kiệt quệ các hệ thống y tế công, xáo trộn cuộc sống và các hoạt động kinh tế trên khắp thế giới, thì những nhóm người nghèo và yếu thế là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Họ rơi vào tình cảnh đói ăn do đại dịch làm gián đoạn cung cầu lương thực, năng lực sản xuất và phân phối bị ngắt quãng, trong khi sức mua sụt giảm mạnh vì nhiều người mất việc làm. Liên Hợp Quốc ước tính cần có khoảng 350 triệu đô la Mỹ trong năm nay để hỗ trợ cho người dân những nước bị khủng hoảng an ninh lương thực. Trong 4 tháng đầu năm nay, số lao động thất nghiệp tại Hàn Quốc đã lên tới hơn 2 triệu người, mức cao nhất kể từ năm 2000 khi số liệu này được bắt đầu thống kê. Nguyên nhân được xác định là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và sự trì trệ của nền kinh tế. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc cho biết số lao động thất nghiệp từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2020 là 2.076.000 người, cao hơn cả thời kỳ xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Lao động thất nghiệp chủ yếu tập trung ở những doanh nghiệp quy mô nhỏ dưới 9 người và các lao động kinh doanh nhỏ lẻ. Đặc biệt, trong số hơn 2 triệu lao động hiện đang thất nghiệp, có tới gần một nửa, tức là 866.000 người là người vai trò trụ cột trong gia đình.
con số này tăng tới 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.